Xin chào tất cả hơn 1.000 các học viên của tỉnh Bắc Giang trong đợt tập huấn lần thứ 2, đợt 2 của công ty PG Global phối kết hợp với lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang trong công việc chuyển đổi số cho tất cả các giáo viên các cấp trong giai đoạn thứ 2 này. Thì như các thầy cô đang theo dõi trên màn hình thì đây là thầy Điệp đang hướng dẫn chúng ta đăng nhập vào một cái tài khoản để chúng ta thấy rằng đây là một cái tài khoản đã hoàn thành. Sau khi đăng nhập vào thì chúng ta thấy đây là một cái tài khoản hoàn thành. Khi quan sát thì các thầy cô chúng ta thấy là đây nó đã báo là các khóa học này đã đạt 100 điểm rồi. Đấy, như tài khoản này đã hoàn thành. Và trên cái menu này thì chúng ta thấy nó chỉ có một cái giao diện là lớp của tôi, rồi là hồ sơ học tập và tin tức. Đấy, ngoài ra chúng ta thấy không có những cái menu nào khác. Đấy, các thầy cô chúng ta lưu ý nhé, chúng ta không cần quan tâm đến cái mã này cả đâu. Thì đây là một cái tài khoản đã hoàn thành cái khóa học và chỉ cần đợi thời gian, chờ đợi cái kết quả mà sau này bên công ty cũng như sở sẽ gửi cái kết quả chứng nhận cũng như thông báo chúng ta tới Gmail cá nhân, tức là sẽ gửi tới cái Gmail cá nhân của chúng ta về cái quá trình mình học tập. Thì trên đây là tài khoản đã hoàn thành. Thế bây giờ nếu như chúng ta kích vào lớp học của tôi thì cái giao diện nó lại xuất hiện như này thôi. Nó sẽ có cái là đang diễn ra 2, sắp diễn ra 0, đã kết thúc, và không có một cái nội dung nào khác, chỉ có hai cái bài học mà tài khoản đã đạt được 100% hết cả rồi. Đấy. Ngoài ra thì để kiểm tra xem kết quả của mình học đã xong chưa thì các thầy cô cũng còn cái mục là hồ sơ học tập đây, thì nó cũng lưu vết lại tất cả những cái nội dung mà các thầy cô chúng ta học tập, thì nó cũng sẽ có cái thông báo đây. Đấy. Tên khóa học, tình trạng là hoàn thành, kết quả là 100, có hai cái nội dung chúng ta học đây. Đấy, như vậy là thế này là các thầy cô chúng ta đã hoàn thành, yên tâm. Thế thì bây giờ mình sẽ trở về một cái tài khoản mà chúng ta thấy là cái tài khoản này khi mà chúng ta đăng nhập vào nhá, nếu như nó đang ở cái giao diện giáo viên như thế này thì các thầy cô chúng ta quan tâm ở trên góc trái này, chúng ta sẽ chuyển về cái giao diện là giao diện học viên. Thì lúc này chúng ta thấy quan sát ở trên cái menu này đúng không? Chúng ta thấy có lớp học của tôi, hồ sơ học tập. Và dưới này chúng ta quan sát thì chúng ta thấy có cái khóa học mới, gồm có 2 khóa. Thì lúc này để bắt đầu học tập thì các thầy cô chúng ta kích vào lớp của tôi. Đấy, sau đó mình sẽ chọn một trong những cái khóa học mà chúng ta định học. Thì đây chúng ta có thể mở cái khóa đầu tiên này lên chẳng hạn. Trung học cơ sở Bắc Giang đây. Đấy, thì các thầy cô thấy khi vào học đây là do chúng ta chưa học hoặc là học chưa xong, thì các thầy cô quan sát này, trên cái menu này nó sẽ có cái tổng quan đúng không? Đấy, có cái nội dung tổng quan này, rồi nội dung này, lịch học này, thảo luận này, bài thi này. Đặc biệt nó có một cái mục là mục khảo sát, các thầy cô chúng ta quan sát nhá, khảo sát. Thì đúng theo như tinh thần là chúng ta học hết tất cả những nội dung video, rồi là các slide bài giảng này, rồi làm các bài tập để chúng ta thấm nhuần, hiểu được các kiến thức cũng như trải nghiệm trên hệ sinh thái. Sau đó chúng ta vào cái mục khảo sát này ấy, thì các thầy cô chúng ta sẽ làm bài khảo sát thì nó sẽ nhanh và nhớ hơn. Thế nhưng thực ra ấy, thì cái phần khảo sát này là một trong những phần để bên công ty người ta nhận lại tất cả những cái phản hồi. Do vậy thì có những thầy cô chúng ta vào thẳng cái khảo sát này nhá, vào thẳng cái khảo sát này để chúng ta khảo sát trước khi mình làm cái này cũng được. Thế nhưng thực ra đấy chúng ta làm như thế chỉ là làm theo cái hình thức là chống đối. Do vậy là qua video này mình cũng muốn là tất cả thầy cô chúng ta lên học tập, tìm hiểu để mình nắm được một số kiến thức cơ bản. Sau đó các thầy cô sẽ khảo sát sau khi mình đã học xong hết 4 cái module. Thứ nhất là phát triển năng lực tự học cho người học. Module thứ hai là phát triển năng lực số cho người học. Tiếp theo là cái module dạy học trải nghiệm và phát triển năng lực cho người học. Và cái module cuối cùng là dạy học kết hợp Blended Learning. Thế thì để sau khi chúng ta đã học tập hết 4 cái module rồi thì các thầy cô chúng ta lưu tâm nhé, là chúng ta phải hoàn thành cái bài khảo sát này thì chúng ta mới đạt được cái tài khoản như thầy Điệp vừa hướng dẫn ở phía trước. Đấy, còn đây là chúng ta đang tiến hành, nó chưa hoàn thành đâu. Do vậy thì chúng ta sẽ kích vào mục khảo sát này.
Thì quan sát ở đây thì các thầy cô chúng ta này, chúng ta sẽ phải có, tức là chúng ta phải làm đấy, tất cả là 6 cái bài khảo sát nha, 6 bài khảo sát. Thứ nhất là khảo sát bắt đầu khóa học này, rồi khảo sát module 1, khảo sát module 2, khảo sát module 3, khảo sát module 4 và khảo sát kết thúc khóa học. Thế thì phần này đi, thì theo như kinh nghiệm nha, theo như kinh nghiệm của thầy Điệp ấy, thì tốt nhất là chúng ta tiếp đây, xong rồi mình chọn copy này, mình mở một cái tab nữa ra đấy, mình dán vào đây, ấn công chuẩn B mình dán, xong các thầy cô chúng ta ấn enter, được chưa? Thì lúc này chúng ta thấy là bên này là chúng ta sẽ có cái khảo sát này, còn bên này nha, ví dụ như bên này chúng ta sẽ kích vào đây lớp học của tôi, sau đó mình kích luôn vào cái phần là bài học mình đang học, à ví dụ mình kích vào đây, thì chúng ta nhớ là cái tên ở đây nó là tên là module 1 phát triển năng lực tự học cho người học này. Thì các thầy cô ví dụ như mình sẽ khảo sát cái module 1 này, thì mình kích vào bắt đầu. Đấy, nó sẽ mở ra một cái cửa sổ. Thì chúng ta sẽ có tên là của thầy cô vào, ví dụ như là đây là cô Hoàng Thị Hiền ha. Ở ô thứ hai là chủ đề bài học nha, chủ đề bài học thì mình sẽ quay lại nha, mình sẽ quay lại cái trang web thứ hai này. Đấy, mình nhớ là cái tên đây là module 1 phát triển năng lực tự học cho người học. Đúng chưa? Thì các thầy cô chúng ta sẽ kích vào đây nha. Các thầy cô để ý này, hai cái tab đang mở đây. Để mình làm như thế thì cho nó dễ mà. Thì mình sẽ gõ này là module 1. Ấn shift trừ, sau đó mình gõ lại cái tên của cái bài học đấy, đó chính là phát triển năng lực tự học cho người học. Hai phát triển này, rồi đấy chính là cái chủ đề bài học, cái kiến thức mà các thầy cô thu được. Đấy, thì chúng ta nhớ là chúng ta có thể ấn phím Alt Tab trên bàn phím nhé, không thì các thầy cô kích xuống bên dưới này. Đấy, mình trở về cái menu này thì ở đây một cái kinh nghiệm này, thì các thầy cô mở luôn cái size này ha. Đấy, chúng ta mở cái size luôn, sau đó chúng ta phóng to lên. Đấy, các thầy cô kích vào đây để mình tìm một số những cái nội dung. Đấy, ví dụ như ở đây mình thấy có cái từ là bối cảnh giáo dục thông minh này, 6 thay đổi trong giáo dục thời đại 4.0. Thế thì bây giờ mình sẽ quay lại, đúng không? Quay lại phần khảo sát này, kiến thức mà thầy cô thu nhận được là cái gì? Thì mình ghi là 6 thay đổi trong giáo dục thời đại 4.0. Đây, mình ghi là 6 thay đổi trong giáo dục thời đại, trong giáo dục này. Tiếp theo, đúng không? Tiếp theo các thầy cô chúng ta lại trở lại cái trang đấy, chúng ta có thể lấy thêm một số những cái thông tin mà chúng ta tâm đắc, ví dụ như là năng lực tự chủ và tự học. Sau đó chúng ta lại gõ tiếp vào. Đấy, của giáo viên đi. Và học sinh. Vân vân. Thế thì bây giờ đến tiếp theo là cái câu nữa là hoạt động thầy cô yêu thích nhất. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta sẽ trở lại cái phần bài học của mình đây. Mình trượt xuống ở cái module 1 này, đúng không? Thì mình rất thích cái hoạt động nào thì mình ghi vào. Ví dụ như ở đây là mình thích cái hoạt động là bài đánh giá kết thúc module 1 chẳng hạn. Thì mình ghi vào là cái hoạt động. Bài đánh giá kết thúc module 1. Chúng ta thích ở trong cái phần tài liệu mà chúng ta đọc ấy, các thầy cô lưu ý nhé.
trong cái phần chúng ta đọc đây. Ví dụ như ở đây là thầy Điệp thích cái năng lực tự chủ và tự học. Thế thì bây giờ mình sẽ trở lại cái trang của mình đúng không? Cái phần khảo sát đấy. Các thầy cô lưu ý thầy Điệp nhắc lại nhé, là chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ có hai cái tab mở sẵn rồi đấy. Thì bây giờ ví dụ như là mình thấy là mình thích cái hoạt động, bây giờ mình không thích cái hoạt động này thì mình ghi là hoạt động là năng lực chủ và tự học. Đấy, tóm lại là cái phần này là các thầy cô chúng ta linh hoạt, chúng ta sẽ điền vào đây. Sau đó dưới này thì nó có các mục là cho điểm sự hấp dẫn của chủ đề bằng cách tích vào số sao tương ứng. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ ở đây thì Điệp thích đấy, cái chủ đề này mình tương ứng thì mình kích vào đây, và cái thứ năm này chủ đề này mình chỉ thích 4 thôi đấy. Chủ đề này mình cũng cho điểm sự hăng hái tham gia hoạt động mà giảng viên tổ chức, ví dụ là các thầy cô chuyên gia giảng thì chúng ta thấy rất là hay đúng không, rất hứng thú, thì mình cho 5 sao. Cho điểm sự hiểu bài bằng cách tích vào ô số sao tương ứng, ở đây chúng ta thấy là mình học mình vẫn còn lơ mơ lắm đúng không, thôi thì ta chỉ tích vào 4 sao thôi. Tương tự như vậy đúng không, các thầy cô chúng ta chỉ việc tích chuột trái vào các sao tương ứng để chúng ta cho điểm thôi. Đấy, thì sau khi mà làm xong rồi thì các thầy cô chúng ta quan tâm chỗ này, chúng ta sẽ có cái mục gửi đúng không, thì các thầy cô chúng ta chỉ việc tích và gửi. Rồi lúc này nó xuất hiện là khảo sát module 1, cảm ơn bạn đã dành thời gian của bạn với khảo sát của chúng tôi. Thì lúc này chúng ta sẽ đóng cửa sổ này lại. Đấy, mình tích vào dấu nhân, đóng cửa sổ này lại, được chưa? Đây thì các thầy cô thấy này, trong cái phần khảo sát của chúng ta đúng không? Đây, ví dụ vào phần khảo sát chúng ta kiểm tra lại nhé. Đây, các thầy cô kiểm tra lại này. Đây, mình kích vào khảo sát. Thì lúc này các thầy cô thấy là vừa chúng ta đang khảo sát 1-1. Như vậy là đến bây giờ nó sẽ có một cái dấu tích. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài khảo sát. Tương tự như vậy thì các thầy cô chúng ta sẽ làm bài khảo sát module 2, module 3, module 4, module 5. Thì vừa qua thì mình cũng đã hướng dẫn các thầy cô là cái cách mở hai cái tab ra đúng không? Song song đây. Đấy, đây là tab thứ nhất, thứ 1 đây. Đấy, cái thứ hai nữa đây, nội dung bài học để chúng ta sẽ thực hiện chúng ta làm đúng không? Như thế nó vừa giảm tiện cho thời gian và đồng thời chúng ta có thể tìm hiểu ngay được cái nội dung khi mình đang học, để mình lấy được cái thông tin mà mình đỡ phải ghi chép lại ra ngoài, mà mình có thể vừa xem bên tab này xong mình chuyển sang tab bên kia để mình làm. Đấy, như vậy là các thầy cô chúng ta thấy là khảo sát 1 đã hoàn thành xong. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm đến cái khảo sát nào mà chúng ta muốn. Kể cả các thầy cô chưa học một chút nào, chúng ta vào khảo sát này chúng ta làm cũng vẫn được nhé. Nhưng mà theo thời điểm thì để cho mình làm nó mang tính chất là mình học mình biết ấy, thì tất cả các thầy cô chúng ta cũng lên xem video, rồi là lên xem các tài liệu để chúng ta thực hiện. Đặc biệt nhé, đặc biệt là khi mà chúng ta làm các phiếu bài tập này này, thì có trường hợp khi chúng ta làm xong mà chúng ta không đưa đến thanh địa chỉ này để chúng ta nhấn enter ấy nhé, thì có thể lúc bây giờ hệ thống nó chưa load kịp này, nó chưa cập nhật được này, có thể do được chuyển mạng. Do vậy ở đợt 87 điểm rồi, đợt sau bọn em làm những video hướng dẫn rồi vẫn 87, hoặc là chỉ lên được 90 mà không đạt được 100, thì các thầy cô lưu ý nhé, chúng ta sẽ kích cho thầy Điệp vào cái địa chỉ này, đặt chuột nhấp nháy đây, xong chúng ta nhấn enter. Hoặc là các thầy cô chúng ta sau khi lộp làm xong đấy, thì chúng ta sẽ kích vào cái nút đây, cái nút reset này đấy, để nó update lại. Thì phần này tại sao thầy Điệp nói nhiều như vậy là rất muốn được để trả lời các thầy cô trên nhóm, cũng như là tất cả các thầy cô chúng ta mới vào làm thì nó vẫn còn bỡ ngỡ. Thì video hướng dẫn các thầy cô ở phần khảo sát đến đây là kết thúc. Xin chúc các thầy cô chúng ta xem video qua phần hỗ trợ gợi ý của mình, để các thầy cô chúng ta sẽ làm bài tốt hơn và hoàn thành khóa tập huấn này. Sau này hướng các thầy cô tới là sử dụng cái hệ sinh thái này trong công việc chuyển đổi số, cũng như là giáo dục dạy học, áp dụng cho bản thân mình và lớp mình. Xin cảm ơn các thầy cô. Nếu các thầy cô thấy video của thầy Điệp hữu ích thì cũng không ngại gì cho thầy Điệp một like, một đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được những video sớm nhất mỗi khi thầy Điệp ra video. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô.